Củ cải ngâm nước tương, mọi người đã thử chưa? Món này đơn giản dễ làm và đặc biệt là chúng ta có thể chay mặn đều dùng được đó mọi người. Cái củ cải ngâm nước tương này ăn nó giòn, nó ngon lắm. Mọi người có thể bỏ trong ngăn mát tủ lạnh và ăn trong thời gian rất là lâu luôn. Mọi người nhìn nè, cái sợi củ cải nào vàng ươm và đặc biệt là nó thấm đẫm cái mùi nước tương rất là ngon. Đầu tiên Ngọc dùng ở đây là 2 ký củ cải trắng ha, một ít củ cải đỏ, một ít tỏi, một ít hành. Đây là ngày 25 Tết cho Ngọc làm để chuẩn bị cho ngày Tết đó các mọi người. Đầu tiên thì củ cải chúng ta sẽ gọt vỏ, sau đó thì chúng ta sẽ bào cái phần sợi này, bỏ hết cái phần vỏ bên ngoài đi ha. Các bạn phơi cho nó cái củ cải nó hơi héo lại thì các bạn đi bào sợi nó sẽ ngon hơn. Và lần lượt Ngọc sẽ đi bào vỏ cái phần củ cải này, sau đó thì chúng ta sẽ rửa sạch và sắc sợi nha mọi người. Củ cải thì các bạn có nhiều chỗ họ sẽ không bào vỏ, nhưng mà các bạn muốn ăn nó mềm hơn á, nó không bị cứng á, thì các bạn nên bào bỏ phần vỏ đi. Sau đó thì chúng ta sắc cái miếng khoảng một phân thì chúng ta sắc lại thành sợi ha các bạn. Các bạn chẻ củ cải ra, sau đó thì chúng ta sắc. Củ cải chúng ta đã phơi hơi héo héo rồi thì khi các bạn sắc và các bạn phơi lần thứ hai á thì củ cải nó sẽ không bị tôm nước nhiều ha. Chúng ta sẽ sắc lần lượt những sợi như thế này, các bạn sắc sợi vừa thôi, đừng có lớn quá, đừng có nhỏ quá ha. Tại vì sau khi mà chúng ta phơi thì củ cải nó khô lại và chúng ta xả nước thì nó nở ra là nó vừa củ cải rồi. Ở đây thì nắng đang gắt thì Ngọc phơi khoảng 2 nắng nha các bạn. Chúng ta lựa một cái trời nắng gắt thì các bạn phơi sáng sớm cho đến chiều á thì củ cải đã khô như thế này nè, thì chúng ta sẽ đem vào và chúng ta sẽ đi xả nước nhiều lần để cho củ cải nó nở ra nha. Cái đây là cái phần củ cải khô, với 2 ký củ cải các bạn phơi là nó khô, nó còn chừng khoảng 400g củ cải là cùng rồi các bạn. Thì củ cải nó khô, nó mất nước á, nó không còn nhiều nữa. Các bạn vắt ra thật là sạch ha, nó nở ra rồi á thì chúng ta sẽ đi làm cái phần nước tương. Đầu tiên Ngọc dùng 2 chén nước tương, 1 chén nước, 1 chén đường và 1 muỗng cà phê muối. Chúng ta sẽ chuẩn bị hành, tỏi, ớt để chúng ta cho vào. Đầu tiên các bạn cho nước tương vào nè, các bạn cho khoảng 2 chén nha, sau đó 1 chén đường, 1 chén nước và các bạn phải tỷ lệ là 2:1 ha. Các bạn sẽ nấu cho nó phần cái nước sốt này nó sôi lên thì các bạn để nguội, và trong thời gian nước sốt sôi á thì các bạn sẽ tắt bếp và các bạn sẽ cho cái phần tỏi, ớt, hành tím vào, các bạn ngâm nha. Và các bạn để cho cái phần nước sốt này nó nguội thì các bạn mới cho phần vào củ cải nha các bạn. Và đây là chúng ta phần củ cải chúng ta đã rửa xong, bây giờ các bạn cho lần lượt cái phần nước tương vào. Và khi các bạn cho xong á thì các bạn sẽ đậy nắp lại và để nơi thoáng mát trong vòng khoảng 1 ngày nha. Thì các bạn sẽ trở đều lên và các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 ngày sau thì các bạn lấy ra ăn thì nó sẽ rất là ngon luôn. Và đây là cái phần củ cải đã ngâm được khoảng 1 ngày nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trở đều lên và chúng ta cho vào tủ lạnh nha. Và đây là phần củ cải cho vào tủ lạnh sau 1 đêm. Các bạn nhìn nè, nó nở ra và nó rất là to giòn. Bên ngoài củ cải nó thấm đậm nước tương rất là ngon luôn các bạn. Cái món này các bạn có thể ăn cơm nè, các bạn ăn chay mặn đều được ha. Và các bạn có thể ăn với cùng bánh tét, bánh chưng đều rất là ngon đó các bạn. Với 2 ký củ cải các bạn ngâm được như thế này thôi, khoảng thì nó teo lại, nó khô lại nhưng mà ăn được rất là lâu. Và đặc biệt là củ cải này các bạn ngâm nó không có mặn á, nó rất là vừa ăn, rất là ngon luôn các bạn. Các bạn hãy cùng vào bếp và làm món này nha. Chúc các bạn thành công.